chạy nãy giờ á, một mình ta với ta thôi các bạn, không có chiếc xe nào qua lại hết, tàu lâu thiệt lâu á. Mây mù giăng lối, một biển mây luôn. Lạnh quá các bạn ơi. Nó lạnh. Rồi vô mây mù luôn rồi. Ở đây ướt đường hết các bạn, không có mưa mà mây hay là sương gì ướt đường hết. Tiếp tục mây không. Ồ, xuống dốc nữa. Có thấy đường luôn rồi các bạn ơi. Mới 1:30 các bạn. Quá lạnh. Ôi, dốc cao quá. Xuống dốc. Có cái nhà gì ta, trạm quản lý. Xuống dốc liên tục, đi số thấp. Có cái thác. Xuống dốc liên tục, đi số thấp. Đúng là dốc thiệt luôn. Ù tai hết rồi các bạn ơi. Lên cao quá, ù tai giờ xuống. Lên dốc xong xuống dốc, lên đèo xuống đèo. Thác nhỏ các bạn.
phía trước mặt mình đang có cái thác nhỏ nữa kìa. Xuống dốc vì nó đỡ hao xăng lắm các bạn. Xuống dốc liên tục về số thấp. Câu nói hay các bạn. Có nguyên cái thác nè. Thế là xuống dốc từ nãy giờ luôn á các bạn. Núi non hùng vĩ. Này cầu bê tông mà sao kêu cầu khỉ. Nó đùa các bạn, người ta đặt sao mình đọc vậy. Giờ là đường thẳng rồi, hết dốc rồi. Con này có con suối nè.
đây có bản làng rồi. Đây bản đây kêu bản làng gì vậy ta? Không biết. Đây bản làng ở nhỏ thôi các bạn, nhà sàn ha, không có ai. Đa số ta ở nhà sàn không à. Đây vô một cái thị trấn nhỏ nhỏ các bạn. Ta treo cờ lên đẹp không? Đây cách nhà sàn không à. Một em Châu à. Bắt đầu tiếp tục lên dốc. Đi ngang một xuống sông các bạn, suối chứ. Suối cạn mà nước trong xanh luôn. Ở dưới đó có nhà của người dân các bạn. Nhà sàn không à. Nói đi tiếp các bạn ơi. Tiếp tục lên dốc nè. Đang vô thị trấn hay bản làng gì á các bạn. Vô bản làng thị trấn được. Trấn lớn lắm. Vô bản làng nhà sàn này lâu lắm rồi, nhìn là biết lâu rồi các bạn. Nhớ bạc màu á. Một cái cầu, nước trong xanh luôn.
xuống dốc thôi các bạn ơi. Mình đi hướng này mà cũng gặp xe, một chiếc xe hơi ở Đồng Nai các bạn. Mình ở gặp Đồng Hương ở Đồng Nai. Hồ Chí Minh Tây các bạn. Nhánh xe bây giờ còn một bạch xăng thôi các bạn ơi, không biết đi tới cây xăng kẹp không biết nữa, lo quá. Mình đổ lúc đầy bình xăng, lúc ở khe xanh thị trấn Khe Xanh. Mà đi nãy giờ đường đèo dốc không, một cái cầu, cầu đã có ở dưới có một dòng suối các bạn. Đẹp quá, núi non hùng vĩ.
xưa chắc chắc không có được đường bê tông như vậy đâu ha các bạn. Chỉ là đường đá, đường đất thôi. Chỉ khai hoang núi xong rồi đi ở hay sao. Chứ đường bê tông như là có mới sau này thôi mới được như vậy nè. Bên tay phải mình có một dòng sông, sông trong mà kêu là trong xanh, xanh màu ngọc ngọc bích đó các bạn. Sông này cái dòng sông này người ta chưa có chặn nước để làm thủy điện các bạn. Nếu mà chặn nước làm thủy điện lại là dòng sông thì nó cạn lắm. Sông này còn tự nhiên nè. Vô tới đây là mất sóng điện thoại hết các bạn. Không có sóng điện thoại cũng không có sóng 4G luôn. Núi non bao quanh mà. Cung đường quá đẹp các bạn ơi. Một bên là đây là núi nè, một bên đây là sông nè. Đó, bên đây dòng sông hay dòng suối gì đó. À, đường này đường giữa, đường con đường thì đường bê tông các bạn. Đường như là quá ok rồi. Có một số nhà sàn. Đẹp quá trời đẹp. Đẹp nói không nên lời luôn các bạn. Ôi ơi, đúng là xứ Quảng Bình mà, núi non hùng vĩ. Bởi vậy Quảng Bình á, cái bộ phim công á các bạn, hãng phim Hollywood qua đóng phim chọn bối cảnh ở Quảng Bình biết cỡ nào rồi. Đây có đây bản làng, bản làng gì á các bạn mình cũng không biết nữa. Quá đẹp các bạn ơi, quá trời quá đất.
nguyên một ngọn núi các bạn. Quá nguy hiểm. Ở dưới một dòng sông. Quá đẹp. Vách núi hả, lộ ra màu trắng luôn các bạn. Cuộc sống người dân ở đây quá vậy là quá yên bình các bạn. Sống cuộc sống như vậy là quá yên bình. Lâu lâu có một vài chiếc xe chạy ngang. Chứ không phải ở quốc lộ 1A hay là quốc lộ lớn đó các bạn. Xe chạy tấp nập. Còn đẹp quá, cái cầu cấm 22 Vinh Cờ đẹp quá. Người ta sống cách xa xa người ta ở ha. Ngọn núi các bạn, lộ ra vách núi đá trắng luôn. Núi đẹp quá, đẹp bò. Cái nhà cắt đẹp dữ ha. Nhà cũng mới xây á. Ở đây mà xây cái nhà gì cũng tốn kém lắm luôn á các bạn. Vận chuyển đủ thứ tốt. Xa. Vận chuyển xa các bạn. Gạch đá này kia nó vật liệu. Dưới đó người ta trồng trồng hoa màu, cây gì ha, cái cắt trồng cỏ cho bò gì đó, giống cỏ cho bò ăn. Đây xa xa người ta cắt cái nhà, xa xa cắt cái nhà ta ở. Dưới đất giờ, đất dưới đó là giờ có chủ hết rồi. Hên quá, có cây xăng rồi các bạn. Biết có mở cửa không biết nữa. Rồi xui luôn. Chắc ta còn nghỉ Tết. Xe còn đậu đây quá trời. Xui rồi, còn một vạch một à. Mình đang vô thị trấn nhỏ nhỏ các bạn. Ở đây có nhà nghỉ rồi nè. Trung tâm đây có nhà nghỉ nè. Mà còn sớm quá chắc mình không nghỉ đâu. Cái làng hay là cái thị trấn nhỏ nhỏ các bạn. Hay đấy. Trời ơi nó đẹp. Quá đẹp các bạn ơi. Tìm đâu ra được cảnh ở đây. Trời ơi nó đẹp. Trời ơi khung cảnh quá đẹp các bạn ơi. Trời ơi dãy núi kìa. Quá trời quá đó. Đây con đường nha các bạn. Đó, vòng vòng. Quá đẹp.
khung cảnh quá đẹp các bạn ơi. Tìm đâu ra được như vậy nữa. Quá trời quá đất đẹp. Thị trấn nhỏ đó có cái cầu các bạn, cầu bắc ngang suối.
cũng chạy qua cái cầu này luôn, cầu Zin Zin gì.
xăng quá trời rồi các bạn ơi, không biết có còn đủ xăng đi ra tới ngoài cây xăng không biết nữa. Mình thấy còn thì cách thị trấn còn trên bản đồ thấy còn mấy chục cây km nữa. Nãy giờ thả trôi chứ không dám chạy nhanh. Giờ đang xuống dốc đó các bạn. Giờ để thả trôi. Một con đường giữa hai dòng xung quanh là núi không các bạn ơi. Quá trời đẹp. 5 giờ rồi các bạn ơi. Không biết ra thị trấn mấy giờ đây. Cảnh đẹp quá. Đường không một bóng người. Lâu lâu thiệt là lâu mới có được vài người đi ngang qua. Quảng Bình quá đẹp. Quá đẹp Quảng Bình. Ngày thứ ba mới tới Quảng Bình nè các bạn. Nếu mà đi đường quốc lộ 1A thì tới Hà Nội rồi. Quá đẹp Quảng Bình ơi. Quảng Bình. Trời bắt đầu nhem tối. Hai bên là rừng, một giữa là một con đường bê tông, không phải là nhựa. Mà cầu mong sau ra sớm được gặp, ra sớm gặp cây xăng. Trong đây là động động thiên đường các bạn. Người ta đi chơi gần cũng gần Phong Nha. Ờ, ra tới đây đường nhựa đó các bạn. Vết núi cao sừng sững quá đẹp. Quá đẹp Quảng Bình. Giờ tới đây được con đường nhựa đẹp lắm các bạn. Ôi ơi. Bên hai bên là hai bên là hai rừng tràm các bạn. Ở đây kêu là cây keo, còn ở trong Nam á là kêu cây tràm. Ở ngoài đây là kêu cây keo.
mỗi vùng miền kêu khác nhau mà nhưng cũng có một thứ một vậy nó quá đẹp. Lần đầu tiên mình từ ở đây mình đi ra các bạn. Lúc trước đi Hà Nội chỉ đi ngang thôi chứ không có đi vô trong này. Còn ở trong đây là lần đầu tiên vô đây. Quá đẹp. Trời ơi, núi. Con đường này làm cũng láng đẹp lắm các bạn. Đường nhựa. Hy vọng mà đủ xăng. Ở đây người ta cắm cờ hai bên đỏ hết rồi các bạn. Đẹp ha. Cắm cờ đón Tết. Rất may mắn là xăng đã hết mà nhưng có người đẩy mình một đoạn các bạn. Đẹp ghê chưa? Ở đây ta cấm cờ hai bên nè. Ở quảng bình các bạn, mà ở đây là kêu thị trắng gì ta. Con đường bê tông nè các bạn. Gần ở đây gần thị trấn Khe Gác đó các bạn. Con đường đã ghê chưa.